Sáng nay tại Hải Phòng, cụm thi đua năm thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ ngành Trung ương. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Minh. 6 tháng đầu năm, cả nước còn nhiều khó khăn do hậu quả của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, kinh tế của năm thành phố đang dần phục hồi, ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn của năm thành phố đều tăng trên 7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách của năm địa phương đạt trên 488.820 tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng doanh thu du lịch của năm thành phố đều tăng trưởng tốt. Công tác ở các hành chính, các thành phố tiếp tục được duy trì cải thiện, nâng cao công tác đối ngoại được tăng cường, quốc phòng an ninh được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đổi mới sáng tạo, phù hợp với thực tế. Nhiều phong trào thi đua lớn đã được ghi nhận tại năm thành phố như phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, phong trào sáng kiến sáng tạo thủ đô của Hà Nội, phong trào thi đua cải cách hành chính thanh niên thành phố Hồ Chí Minh khởi nghiệp lập nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, phong trào thực hiện công tác đầu tư xây dựng đền bù giải tỏa giải thưởng môi trường thành phố Đà Nẵng của Đà Nẵng, phong trào xây dựng thành phố Hải Phòng sáng xanh sạch đẹp an toàn văn minh năm 2022, thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố của Hải Phòng, phong trào thi đua giải ngân vốn đầu tư công đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính của Cần Thơ. Tại hội nghị, lãnh đạo năm thành phố thảo luận, trao đổi và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, thống nhất chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, trao đổi những kinh nghiệm hay trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, nhất trí xây dựng các mối quan hệ mang tính nguyên tắc bền vững để các doanh nghiệp của các thành phố có điều kiện hợp tác và cùng phát triển, khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương, tiến tới xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giữa các thành phố, thống nhất quy chế hoạt động và bình xét thi đua năm 2022 của cụm. Đồng tình và đánh giá cao trước kết quả đạt được và nhiệm vụ thời gian tới của cụm thi đua năm thành phố trực thuộc Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, dịch bệnh vẫn đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, năm thành phố vẫn phải đối mặt với những áp lực như lạm phát, giảm cân vốn đầu tư công, do đó các địa phương cần quán triệt sâu sắc, hành động quyết liệt để thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Bên cạnh đó, năm địa phương cần tăng cường triển khai nhân rộng những cách làm hay, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và những năm đến.